Trọng Thơ xin chào toàn thể quý hàng. Và nhiều quý hàng trong thời gian vừa qua đã gọi điện hỏi Trọng Thơ là tại Bến Cá Mép Trân Thành hiện tại đã xây dựng nhà trọ và xây rồi có ai thuê không? Thì xin mời cả nhà chúng ta cùng theo dõi cái mô hình nhà trọ tại khu công nghiệp và đô thị Bến Cá Mép Trân Thành nhé. Chúng ta có thể thấy xung quanh cái dãy trọ này, ở đây là những dãy nhà phố thương mại của Bến Cá Mép đã xây dựng và với thiết kế một trệt một lầu. Và trước mặt Trọng Thơ, camera Trọng Thơ đấy là trụ sở chính của mà Bến Cá Mép Trân Thành đã xây dựng tại Bình Phước. Và hướng này, hướng ngược lại thì chúng ta có thể thấy bên này là khu công nghiệp 311 ha đã đi vào hoạt động. Và vị trí Trọng Thơ đang đứng đây là một bên là công nghiệp, một bên là đô thị. Và xin mời cả nhà chúng ta cùng theo chân Trọng Thơ để chúng ta vào tham khảo dãy trọ này là có bao nhiêu phòng và có ai ở hay không. Xin mời cả nhà nhé. Với diện tích ở đây là 5 số 30 nha cả nhà. Và ở đây được chủ nhà trọ xây dựng là 12 phòng trọ, là mỗi bên xây dựng 6 phòng. Và hành lang đằng trước là 5m, còn rất là rộng. Vỉa hè đường vào nhà trọ là 2m nha, mỗi bên 1m. Và hiện tại thì ở tất cả phòng ở đây là kín rồi. Chúng ta có thể nhìn những sào phơi đồ của từng phòng là chúng ta biết là đã kín mít rồi. Và đây đã được xây dựng 12 phòng trọ. Và nếu chúng ta không muốn xây dựng 12 phòng trọ thì chúng ta có thể xây 5 phòng và 2 ký ốt. 5 phòng và 2 ký ốt. 5 phòng và 2 ký ốt thì ở đây thì hiện tại giá cho thuê là 1,5 triệu trên một phòng nha cả nhà. 1,5 triệu trên một phòng. Với 6 phòng thì chúng ta hiện tại là đang cho thuê là được 18 triệu trên một tháng. 18 triệu trên một tháng thu nhập hai dãy trọ này. Và khi cách đây 2 năm trước thì chủ nhà trọ người ta mua đất tại đây thì lúc đó cách đây 2 năm có 750 triệu trên nền thôi. Và bây giờ giá đất tại đây hiện tại là 1 tỷ 350 đến 1 tỷ 4 trên một nền. Thì chúng ta có thể trong vòng 2 năm tăng từ 750 triệu lên 1 tỷ 3 đến 1 tỷ 4 là gần gấp đôi ạ. Gần gấp đôi là gần 20% trong vòng 2 năm. Và thu nhập hàng tháng là 18 triệu. 18 triệu và 1 năm là rớt vào 200 triệu trên năm. Và 2 năm thì chủ đất đã thu về cho mình là 400 triệu tiền khai thác dòng tiền. Và tiền lời của mỗi lô đất là hiện tại là từ 500 triệu. Thành ra là đã thu được hơn tiền vốn chúng ta bỏ ra để xây dựng. Và khi chúng ta xây dựng một mô hình nhà trọ như thế này, chúng ta mất khoảng 800 triệu đến 900 triệu là chúng ta đã xây được mô hình 12 phòng trọ như thế này rồi. Thì với diện tích 5 số 30, thổ cư 100%, ưu điểm được xây dựng tự do tại khu vực này, chúng ta có thể khai thác dòng tiền xây dựng nhà trọ, xây dựng ký ốt cho thuê, xây dựng quán cho thuê mặt bằng và kinh doanh được ngay tại khu nghiệp Bến Cá Mép Trân Thành Bình Phước, mà giá hiện tại chỉ dao động từ 10 triệu đến 12 triệu trên 1m2. Vị trí nằm ngay lõi trung tâm khu nghiệp và đất chúng ta là đất ở đô thị. Thì đây là cơ hội để chúng ta đầu tư tích lũy tài sản, nhân tài sản của chúng ta trong thời gian 1 đến 2 năm sau. Thì quý khách hàng quan tâm tới vị trí mà Trọng Thơ đang phân phối, hãy liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962854858 để chúng ta có cơ hội đầu tư đất nền tại khu đô thị Bến Cá Mép Trân Thành Bình Phước. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo tại dự án nhé.